kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với chương trình Kết đoàn chuyên đề Nông dân Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân tỉnh Lào Cai đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đưa các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, văn minh, nông thôn hiện đại. Từ đó đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình Kết đoàn chuyên đề Nông dân Lào Cai hôm nay với chủ đề Nông dân chung tay phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn giàu có, văn minh và hiện đại. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những phóng sự liên quan đến các nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, 5 năm qua, các cấp hội nông dân Lào Cai đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, cùng với đó là thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, thành lập các tổ hội nghề nghiệp và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất để tham gia mạnh mẽ vào chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân. Đổi mới hoạt động với chủ trương hướng về cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, các cấp hội nông dân đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ do các cấp hội cấp trên đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch chỉ tiêu thi đua hàng năm để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Thì trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ có cái bám vào các nghị quyết của Trung đảng cũng như nghị quyết của tỉnh ủy. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ tỉnh ủy chúng ta ban hành rất nhiều cái nghị quyết về chuyển đổi số, về xây dựng phát triển du lịch, đặc biệt là nghị quyết 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thì chúng tôi bám vào cái nội dung này để xây dựng các chỉ tiêu cũng như là các phương hướng giải pháp để thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy trong cái giai đoạn tới. Trên cơ sở 6 ngành hàng chủ lực được tỉnh lựa chọn để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, Hội Nông dân các cấp đã triển khai hàng chục mô hình hỗ trợ về cây con giống mới, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt và chăn nuôi. Qua đó, giúp nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo ra một số lượng hàng hóa lớn và chất lượng. Cụ thể, tại huyện Bảo Yên, bên cạnh việc vận động bà con nông dân mở rộng diện tích và áp dụng các biện pháp sản xuất Việt Gáp, hữu cơ đối với cây chè, cây quế và cây chuối, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ nông dân xã Nghĩa Đô thực hiện dự án phát triển đàn vịt bầu theo chuỗi giá trị. Mục tiêu giúp bà con sản xuất con giống tại chỗ với quy mô lớn, phát triển và nâng cao giá trị đàn vịt bầu nổi tiếng của Nghĩa Đô. Gần 50 hội viên, nông dân đã được cấp 6.000 con vịt ông bà, bố mẹ và một hệ thống lò ấp úm trứng tự động. Sau một năm triển khai, đã có 25.000 con giống vịt bầu được cung cấp ra thị trường, giá bán mỗi con từ 12 đến 15.000 đồng. Đàn vịt của xã đã tăng lên 15.000 con trên tổng số 1.000 hộ chăn nuôi. Từ lúc được hội nông dân hỗ trợ về máy úm ốp, cho thấy là tỷ lệ năng suất nó đạt hơn rất nhiều so với mình ốp bằng gà hoặc là con ngan. Tỷ lệ đạt thì so với máy hiện tại mà con vịt nhà tôi đẻ ra là nó đạt 82-85%. Bằng cái việc là vận động các hội viên thực hiện cây con ngành hàng chủ lực để làm sao tạo ra các vùng nguyên liệu, huyện đã quy hoạch các vùng, tập trung các vùng hàng hóa, đã quy định về chè, chuối, quế, phát triển đàn lợn, vịt bầu và vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gà đồi, đấy là huyện đã quy hoạch, thì chúng tôi tập trung để tuyên truyền nhân dân sâu rộng để thực hiện nghị quyết. Việc hỗ trợ nông dân xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp theo nguyên tắc năm cùng đã được các cấp hội nông dân đẩy mạnh. 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ nông dân thành lập 193 chi hội nghề nghiệp, 310 tổ hội nghề nghiệp theo hướng liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp hỗ trợ giúp đỡ, củng cố 473 loại hình hợp tác xã với gần 9.000 thành viên, trong đó có 256 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, chiếm 54,1% tổng số hợp tác xã. Tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, khi địa phương lựa chọn 3 cây trồng vật nuôi chủ lực gồm cây chè, quế, nuôi lợn đen bản địa để phát triển thành vùng hàng hóa, Hội Nông dân xã đã vận động bà con thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp để cùng nhau liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là hướng dẫn bà con xây dựng các mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Nhờ đó, xã Lùng Vai đã xây dựng vùng chè hàng hóa trên 1.000 hecta. Năm 2022, doanh thu từ cây chè đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 39 triệu đồng, tăng hơn 1 triệu so với năm trước. Trên địa bàn xã thành lập được 5 cái tổ hội nông dân nghề nghiệp, tức là qua cái tổ hội nông dân nghề nghiệp thì người ta tuyên truyền vận động hội viên rồi thì giúp đỡ nhau thực hiện cái năm cùng. Đấy thì qua cái việc này thì cũng rất là hiệu quả. Tại huyện Bảo Thắng, huyện trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh, cách thức hỗ trợ tương tự đã và đang được hội nông dân các cấp đẩy mạnh. Cụ thể tập trung vào thế mạnh chăn nuôi, trong đó có việc khai thác nguồn lợi kinh tế thủy sản. Hội nông dân huyện đã hỗ trợ hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Phong Hải xây dựng thành công thương hiệu cá chép lai vào năm 2022. Hợp tác xã ra đời trên cơ sở tổ hội nghề nghiệp nuôi cá. Thực hiện liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, bà con đã khai thác hiệu quả 740 hectare mặt nước nuôi thủy sản, đảm bảo mỗi năm đạt tổng sản lượng bình quân từ 4.500 đến 5.000 tấn. Quan trọng hơn là các hộ nuôi cá không còn phải lo lắng đầu ra của sản phẩm. Hợp tác xã với cả thành viên thì nói chung là cũng thường xuyên là sẽ ký kết với nhau là bao tiêu sản phẩm và là để mà tiêu thụ cho nó được tốt. Cùng với sự kết nối của Hội Nông Dân, đầu năm 2023, người dân xã Gia Phú đã liên kết với một doanh nghiệp tại Hải Dương để trồng đậu đũa. Quả sau thu hoạch sẽ qua công đoạn muối chua xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đến giờ phút này cũng đã có thành công khoảng độ đưa được gần 10 tấn quả đậu đũa xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Là đang nằm trên hệ thống của chuỗi giá trị đưa hàng nông sản đi xuất khẩu. Thì việc này đánh giá rằng nếu như chúng ta tiếp tục làm và chúng ta người dân chúng ta có cái tinh thần tốt để hưởng ứng trong chuỗi giá trị thì sẽ có một cái cơ hội để cho nông sản của Bảo Thắng tiếp tục đi xa nữa. Nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Nông dân huyện thì Hội Nông dân huyện đã có rất nhiều các cái đóng góp vào sự phát triển chung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Về sản xuất nông nghiệp hàng hóa thì đã hình thành rất nhiều các cái vùng và hiện nay chúng ta đang có các cái vùng tương đối là nổi bật so với lại mặt bằng chung của tỉnh như vùng cây ăn quả, vùng rau, rồi là sản xuất chăn nuôi thủy sản thì đều là các cái thế mạnh và chúng ta dẫn đầu tỉnh về lĩnh vực này. Đối với lại đời sống của người dân thì cũng đã có những cái thay đổi theo hướng rõ nét hơn, với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn hiện nay đạt khoảng gần 60 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay chỉ còn lại là 6,8% và chúng ta phấn đấu đến hết năm nay sẽ về dưới 4%. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình dự án phát triển sản xuất hàng hóa, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 18.136 hộ vay vốn, tổng dư nợ đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 290 tỷ đồng so với năm 2018, năm đầu của nhiệm kỳ. Phối hợp với Agribank Lào Cai cho 9.676 hộ vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tổng dư nợ đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 416 tỷ đồng so với năm 2018. Các kênh vốn vay ưu đãi này đã giúp cho bà con nông dân có thêm nguồn lực đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu và sản phẩm OCOP. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu khi toàn tỉnh có tới 16.509 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có tư duy làm ăn sắc bén, lại thuần thục việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh. Những hạt nhân tiêu biểu này đã góp phần dẫn dắt nông dân toàn tỉnh hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với diện tích lên tới hàng trăm hecta. Qua đó giúp đời sống của nông dân toàn tỉnh ngày một cải thiện, khi tại nhiều khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh càng tăng số lượng hộ khá và giàu. Hình thành và mở rộng các vùng nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng liên kết sản xuất, nông dân Lào Cai đã thiết thực nâng cao giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh, đồng thời cũng tích cực phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, nhằm xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp văn minh. Sau khi về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021, huyện Bảo Thắng tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu này,
huyện đã xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là giảm tỷ lệ hộ nghèo, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải tạo môi trường nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Căn cứ vào đề án, Hội Nông dân huyện Bảo Thắng đã phát động các phong trào thi đua, chỉ đạo bà con đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Cùng với đó là vận động hội viên, nông dân tích cực làm đường điện, đường hoa, đặc biệt là cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn rộng 3m lên 6m. Phong trào là xây dựng đô thị văn minh. Và cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền chỉ đạo với nông dân là thực hiện tốt những cái nhiệm vụ cơ sở. Các chi tổ hội nông dân ở trên địa bàn huyện Bảo Thắng cũng đã tham gia rất tốt về cái phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn. Tuyến đường từ thôn Hốc Đá Xuân Quang đi Phong Niên này mới được nâng cấp trong năm 2022. Để hội viên nông dân đồng thuận góp công góp của khi nguồn lực hỗ trợ của nhà nước hầu như không còn. Cùng cấp ủy chính quyền, hội nông dân đã tổ chức họp dân bàn bạc để có được sự đồng thuận, đảm bảo tuyến đường thi công đúng tiến độ. Vì cái lợi ích lâu dài, cho nên là tôi nghĩ rằng như thế thì chúng tôi hiến đất thì mặc dù là bây giờ có thiệt thòi một tí, thế nhưng mà nó phục vụ cái công tác làm kinh tế lâu dài cho con cho cháu mình sau này. Có được sự đồng thuận như thế, chỉ trong vòng 5 năm, Bảo Thắng đã nâng cấp và mở rộng được 400 km đường giao thông nông thôn. Nông dân toàn huyện đã hiến 75.000 m2 đất, trồng 323 km đường hoa, lắp đặt 363 km đường điện thắp sáng cùng hàng nghìn công trình vệ sinh và chuồng trại nuôi nhốt gia súc gia cầm. Bộ mặt nông thôn Bảo Thắng đổi thay rõ nét khi ngày càng xuất hiện các làng quê chủ phú khang trang. Tại huyện vùng cao Bát Sát, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Nông dân huyện đã lựa chọn những phần việc cụ thể để hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí của chương trình. Thực hiện cái nhiệm vụ cụ thể là tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc xây dựng nông thôn mới, cụ thể là hội viên hiến đất, làm đường, làm trường trạm, ngày công, rồi là thực hiện tốt cái việc xây dựng chuồng trại, vệ sinh môi trường, đường hoa cây cảnh, và thực hiện tốt cái việc hỗ trợ các cán bộ hội viên là hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Đi vào thực tiễn, Hội Nông dân đã cùng với cấp ủy chính quyền tổ chức nhiều cuộc họp ở cơ sở, mà ở đó tính dân chủ được đề cao khi nông dân cùng bàn, cùng quyết, cùng làm và cùng kiểm tra những phần việc mà họ lựa chọn để chung tay xây dựng bản làng. Ở thôn vùng cao Kim Chu Phìn, bao đời nay, đồng bào Hà Nhì vẫn quen vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, chuồng trại nuôi nhốt gia súc nằm ngay gần nhà. Để cải tạo những thói quen không tốt này, Hội Nông dân đã cùng cấp ủy chính quyền xã Nậm Bung vận động bà con sắp xếp lại nơi ở, huy động xã hội hóa để xây dựng các lò đốt rác và hỗ trợ nhân dân làm chuồng trại xa nhà. Với cách làm này, năm 2021 và 2022, Nậm Bung đã xây dựng được trên 50 lò rác thải. Trong đó, ngoài phần tài trợ của dự án KF8 của Đức, có một phần đóng góp không nhỏ của hội viên, nông dân. Chúng tôi đã xã hội hóa và sẽ tổ chức xây dựng các cái lò rác phân tán tại các cái tổ nhóm và các cái hộ mà nó... các hộ sống rải rác thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cho những cái hộ và những cái tổ nhóm mà gần nhau thì chúng tôi sẽ xây dựng theo các cái khu dân cư để xử lý. Sự vào cuộc và đóng góp của nông dân đã tạo ra sự chuyển biến tích cực hơn tới từng thôn bản, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn. Hết năm 2022, tỷ lệ các xã thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên 79%. 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, có 85 trên 127 xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả này giúp tỉnh Lào Cai tiến gần hơn đến các mục tiêu lớn đề ra, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh và nông thôn hiện đại. Thời lượng dành cho chuyên mục Nông dân Lào Cai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.